Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hương Yên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp. Chuyện về người thương binh nặng Lê Xuân Tiến ở xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi với tấm lòng nhân ái cảnh báo tình trạng người già ở xã Đình Cao huyện Phù Cử bị kẻ gian lừa đảo. Hộ gia đình ở xã Thiện Phiến huyện Tiên Lữ thu lãi hơn 1 tỷ đồng mỗi năm từ nuôi bò thịt quy mô lớn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc. Dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên ủy viên thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí nguyên Bí thư tỉnh ủy qua các thời kỳ, đồng chí Đặng Văn Cảo, đồng chí Nguyễn Đình Phách, đồng chí Cao Văn Cường, đồng chí Nguyễn Văn Cường, đồng chí Nguyễn Văn Thông Cùng dự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chí nguyễn văn phóng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí nguyên phó bí thư tỉnh ủy các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lãnh đạo hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và nguyên lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh qua các thời kỳ Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, việc chuẩn bị nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 15 được tiến hành nghiêm túc theo đúng quy trình và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ đề của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 15 là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, dân chủ, văn minh. Với tinh thần trách nhiệm trước Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ, Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc các cấp và nhân dân trong tỉnh, đại hội của chúng ta thực sự là đại hội đoàn kết, dân chủ, đồng thuận và phát triển và có trách nhiệm hoàn thành thật tốt các nội dung sau một tổng kết đánh giá sâu sắc tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 14 nhiệm kỳ 2014-2019 kiểm điểm hoạt động của ủy ban ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 14 tìm ra nguyên nhân của những kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo chỉ đạo ủy ban và ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ 15 hai là thảo luận thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. Ba là đại hội và mỗi đại biểu chúng ta cần nhận thức đầy đủ về yêu cầu nội dung và phương hướng công tác nhân sự nắm vững các tiêu chuẩn của ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh và ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phát huy cao độ tinh thần dân chủ sáng suốt chọn những người có đức có tài có bản lĩnh chính trị dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm có quyết tâm cao thực sự là trung tâm đoàn kết và phải có năng lực tổ chức thực hiện để từ đó hiệp thương cử tham gia ủy ban và ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2019-2024. Bốn là Đại hội Hiệp thương dân chủ cử đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đúng cơ cấu thành phần do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ. Tiếp đó đại hội đã nghe đồng chí Lê Quang Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 14 trình bày báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2014-2019. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chương trình hành động của nhiệm kỳ 2014-2019, đa dạng hóa các hình thức tập hợp vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 100% khu dân cư trong tỉnh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước được nâng cao về chất lượng và mang lại hiệu quả rõ rệt như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp trên 350 tỷ đồng, trên 700.000 m2 đất thổ cư và hàng nghìn ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2014 đến năm 2018, Quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động được trên 47 tỷ đồng, phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành chức năng vận động ủng hộ trên 100 tỷ đồng, sửa chữa xây mới nhà ở cho trên 1.000 hộ nghèo. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tiếp tục được triển khai tới các cấp các ngành và từng địa phương ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động giám sát hoạt động đối ngoại nhân dân của mặt trận tổ quốc việt nam các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng được tăng cường đổi mới đại hội đã nghe đồng chí đặng ngọc quỳnh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về việc thực hiện quy chế phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh trong những năm qua các tham luận tại đại hội tập trung vào chủ đề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, mặt trận tổ quốc các cấp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra 80 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại đại hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã trao cờ thi đua năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Tiếp đó, đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu bày tỏ sự nhất trí với chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhiệm ký 2019-2024. Đồng chí yêu cầu mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh tăng cường tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ lắng nghe ý kiến kiến nghị của nhân dân, tạo điều kiện để mọi người dân được bày tỏ chính kiến, đóng góp sáng kiến xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, ưu tiên lựa chọn những vấn đề cấp bách liên quan mật thiết đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân để tổ chức giám sát và phản biện xã hội. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua những kết quả này đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng chí nhấn mạnh. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế mà trong báo cáo chính trị trình đại hội đã nêu. Thời gian tới, mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tiếp tục tập trung cao độ trong tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng thời thực hiện có hiệu quả chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 mà đại hội sẽ đề ra trong đó cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau một là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh chủ trương đường lối chính sách nhất quán của đảng nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc về vị trí nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc nêu cao vai trò nòng cốt của mặt trận trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện tốt chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về tôn giáo tín ngưỡng tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội đổi mới mạnh mẽ sâu sắc công tác tuyên truyền vận động nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc các cấp theo hướng rõ mục tiêu bám sát nhiệm vụ chính trị nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cấp mình hướng các hoạt động về cơ sở khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của mặt trận và các đoàn thể góp phần giải quyết các vấn đề một cách đồng bộ kết hợp hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trong đó cần có các giải pháp cụ thể thực hiện chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt, trong đó đặc biệt quan trọng là khâu tiếp cận đất đai, bản giao mặt bằng để các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Hai là tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào đoàn kết, sáng tạo, xây dựng khu dân cư 30 với các nội dung thiết thực cụ thể, nâng cao hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phát động các phong trào thi đua trong dịp đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ba là đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả quyết định 217 ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Quyết định 218 ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị quy định về việc mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, trong đó có việc tham gia góp ý xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải và ban thanh tra nhân dân tại các xã phường thị trấn, tạo sự chuyển biến rõ hơn về các cái hiệu quả hoạt động thời gian qua. Bốn là mặt trận tổ quốc các cấp cần tập trung xây dựng và thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hoạt động với các tổ chức thành viên, chủ động tham mưu với cấp ủy trong việc phát huy vai trò của liên minh công nông trí thức nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong phiên làm việc đầu tiên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 15 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất hiệp thương cử 8 đại biểu vào ban thường trực gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch và bốn ủy viên. Bà Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục được tiến nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 15, nhiệm ký 2019-2024. Đại hội Hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm ký 2019-2024. Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 15 Phạm Thị Tuyến yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp ngay sau đại hội phải tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần nội dung nghị quyết và chương trình hành động đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải phát huy được trí tuệ tập thể tìm ra các giải pháp phù hợp cách làm sáng tạo và phải thật quyết liệt cùng với sự quyết tâm cao trong khâu tổ chức thực hiện nghị quyết mỗi cán bộ mặt trận nhất là người đứng đầu mặt trận tổ quốc các cấp phải thật sự gương mẫu giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ phát huy sức mạnh đoàn kết nhất trí đồng thuận và trên hết là phải quyết tâm thực hiện và thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo được gần 26.000 lao động, đạt gần 60% kế hoạch năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 95%. Tổ chức 12 phiên ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp thu hút trên 8.000 lượt học sinh và người lao động tham gia phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí nguyễn duy hưng yêu cầu thời gian tới ngành lao động thương binh và xã hội các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục thực hiện đồng bộ có hiệu quả hoạt động đào tạo nghề theo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và xã hội tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao số lượng tuyển sinh, chú trọng chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên, phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng ứng dụng thực hành, ưu tiên đào tạo nghề trình độ cao nhằm cải thiện, nâng cao năng suất chất lượng lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng nay thanh tra chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Dù hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm công tác thanh tra đã phát hiện xử lý nhiều vi phạm pháp luật, kiến nghị chấn chỉnh khắc phục những bất cập sơ hở trong quản lý chỉ đạo điều hành và trong việc ban hành chính sách pháp luật. Tuy nhiên, nhiều cuộc thanh tra vẫn còn triển khai chậm so với kế hoạch. Tình hình khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai ngày càng tăng, chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, đẩy mạnh giám sát thẩm định kết quả thanh tra, tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại tố cáo, đôn đốc việc thực hiện kết luận chỉ đạo sau thanh tra kiểm tra, trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng. Sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Chi Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế, xây dựng các cơ chế chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trong nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tựu ngành kế hoạch và đầu tư đã đạt được trong nửa đầu năm 2019, đồng thời yêu cầu ngành phải tiếp tục thực hiện tốt vai trò tổ trưởng tổ điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ, chủ động phối hợp với các bộ ngành và địa phương, theo dõi tình hình quốc tế, tham mưu cho chính phủ, thủ tướng chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo điều hành đồng thời tiếp tục quán triệt bám sát nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết 01 và 02 của chính phủ để nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân đầu tư công. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là bộ đi đầu trong kiến tạo đổi mới phát triển là trung tâm đổi mới sáng tạo của các bộ ngành. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhờ đưa giống bò thịt cao sản vào chăn nuôi, đàn bò của gia đình anh Đào Văn Tân ở thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ luôn phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình, trừ chi phí mỗi năm cho thu lãi trên 1 tỷ đồng. Năm 2014, gia đình anh Tân bắt tay vào xây dựng trang trại với số lượng nuôi vài chục con bò mẹ. Nhận thấy lợi thế về đất đai rộng lớn, nguồn thức ăn dồi dào từ tự nhiên, nên anh mở rộng quy mô trang trại với tổng diện tích gần 4 hecta. Đến nay, gia đình anh nuôi trên 200 con bò thịt, chủ yếu là các giống bò chất lượng cao như Brahman đỏ, 3B Lysin, với thời gian nuôi từ 18 đến 24 tháng, mỗi con cho trọng lượng từ 5 đến 7 tạ, giá bán từ 80 đến 85 nghìn đồng một kg, trừ chi phí mỗi con bò cho thu lãi từ 10 đến 12 triệu đồng một năm. Anh Tân cho biết, bò dễ nuôi ít bệnh, vừa qua gia đình anh cùng một số hộ chăn nuôi trên địa bàn đã thành lập hợp tác xã thịt bò sạch tân tuyến, nhằm từng bước xây dựng thương hiệu, quy trình chăm sóc đàn bò đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ Đáp ứng nhu cầu về thực phẩm sạch cho người tiêu dùng Thưa quý vị và các bạn Thời gian gần đây Người dân ở thôn Đình Cao, xã Đình Cao, huyện Vũ Cử Rất hoang mang trước tình trạng Nhiều người già bị kẻ gian vào nhà lừa đảo Nhiều người già ở thôn Đình Cao Đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo Như cụ Doãn Thị The, Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Văn Cử Lê Thị Mít, Bùi Thị Thế Các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào những người già trên 70 tuổi sống một mình, có con cái đi làm ăn xa, đang được hưởng lương hoặc trợ cấp. Chúng theo dõi thời gian các cụ lĩnh lương, có tiền cất giữ trong nhà để hành động. Phương thức chung của các đối tượng lừa đảo này là tiếp cận người cao tuổi, dụ dỗ, mua đồ với giá rẻ như dây điện, xoong nồi. Sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 1 đến 5 triệu đồng. Nếu nó xông vào, nó mở cái cửa đây này, này, nó vào chỗ tôi ngồi tôi nào tôi đã nằm tôi một tiếng tiếp rồi mà thế xong mà cô ơi cháu là hùng đây à, đi mang điện điện thế còn thứ hai dây thì gì giá trị mỗi cuộn là nó mà là những năm triệu thế thì cháu biếu cụ một cuộn còn để lúc đạt tiền thì cháu bồi dưỡng thôn đình cao của tôi vừa qua là có một số trường hợp lạ mặt đến địa phương là trước hết là thăm dò hỏi người dân xem là các cái đối tượng cao tuổi là những đối tượng nào các cụ đã đang hưởng chế độ lương hưu để nhằm thời cơ một mình ở nhà hoặc có các cháu nhỏ ở nhà là vào để tức là lừa để trộm cắp đặc biệt là cái tiền lương các cụ vừa lĩnh. Qua các sự việc nơi đây là lời cảnh tỉnh cho người dân, đặc biệt là những người cao tuổi không cho kẻ lạ mặt vào nhà, không giữ nhiều tiền trong người, thông báo ngay cho người thân khi có kẻ lạ mặt cố tình tiếp cận. Người dân rất mong cơ quan công an vào cuộc điều tra xử lý những kẻ mạo danh để lừa đảo, trả lại bình yên nơi các làng quê. Thưa quý vị và các bạn, từng công hiến công sức và máu xương cho sự nghiệp giành độc lập, tự do và thống nhất tổ quốc. Trở về với đời thường, thương binh Lê Xuân Tiến ở thôn Đông Bạn xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, vẫn luôn khắc ghi lời bác Hồ dạy thương binh tàn nhưng không phế. Đã và đang tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến không có tiếng súng. Năm 1951, chàng thanh niên 18 tuổi Lê Xuân Tiến lên được nhập ngũ tại đại đội 2 năm tiểu đoàn 58. Những năm tháng chiến đấu ác liệt hào hùng ấy là khoảng thời gian ông Tiến không thể nào quên, bởi trong ký ức có đồng đội, có một phần xương máu của mình. Trong thời gian chiến đấu thì chúng tôi làm như là lý xung kích, để trực tiếp chiến đấu. Thế một thời gian thì tôi phụ trách khẩu đội trung niên sau thì là là họ đề bạt đến a trưởng. Đấy. Thì thì đánh rất nhiều trận. Năm 1956, thương binh Lê Xuân Tiến xuất ngũ trở về địa phương. Mặc dù cánh tay phải không còn, nhưng không vì thế ông nản lòng đuối trí. Sau một thời gian học sư phạm, ông có khoảng thời gian 20 năm dạy học tại trường cấp 1 Trần Phú, nay là trường Cẩm Ninh. Khi về nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác tại cơ sở như làm bí thư tri bộ, tham gia ban kiến thiết nông thôn. Năm nay cựu chiến binh Lê Xuân Tiến đã bước sang tuổi 86, ông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Những học trò cũ về thăm ông vẫn nhận ra, vẫn nhớ từng người với những kỷ niệm về họ. Thái luôn gương mẫu và rèn rũa học sinh nói chung là rất là có nền nếp và tôi có một cái cảm nghĩ là các học trò của thầy đến giờ đều là những người rất là trưởng thành đồng chí là thương binh loại hai trên bốn là một đồng chí đảng viên năm mươi năm tuổi đảng nói chung đồng chí luôn luôn nêu cao là cái vai trò tính tiền phong gương mẫu cụ là một người sống hết sức trách nhiệm đối với con với cháu là người sống rất là giản dị trong cái cuộc sống hàng ngày những bức xúc trong gia đình cũng như ngoài xã hội thì tôi cảm nhận cụ như một cái liều thuốc an thần luôn làm nhiệm vụ hạ nhiệt để mọi việc trở nên nó đơn giản hơn. Ngoài kính trọng ra thì tôi chỉ dùng hai từ đó là bái phục. Người vợ đầu của ông hy sinh trong kháng chiến chống Pháp là liệt sĩ Phạm Thị Nhĩ. Sau này ông đi bước nữa, hoàn cảnh khó khăn, vừa nuôi con, ông đồng thời nhận nuôi người cháu từ khi 2 tuổi, có bố là liệt sĩ, bạn chiến đấu của ông. Nay các con thành đạt, cháu chắt chăm ngoan, học giỏi, đó là niềm vui, là sự mãn nguyện về tuổi già của người thương binh như ông. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.